Tiêm vaccine Coliza cho gà vào ngày thứ bao nhiêu là hợp lý nhất? Vâng, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay em sẽ chia sẻ với mọi người biết là thời điểm để tiêm vaccine Coliza thích hợp cho đàn gà nhà mình. Thì các bác cũng phải tùy thuộc vào cái dịch tễ của nhà mình ấy. Ví dụ đàn gà nhà các bác bị Coliza sớm thì các bác có thể tiêm sớm. Ví dụ các bác bị Coliza khoảng hơn trên 20 ngày thì các bác có thể tiêm lúc khoảng 17-18 ngày. Hoặc các bác bị muộn hơn một chút thì các bác có thể tiêm 23 ngày. Hoặc cái đàn nào chạy mới ấy, thì mình chưa nổ ra bao giờ thì mình có thể tiêm vào lúc 28 ngày tuổi nhé. Tùy vào cái tổng thể mà áp lực mầm bệnh với lại đàn trước nhà mình nó nổ ra thời điểm nào thì mình sẽ làm sớm hơn cái thời điểm đấy khoảng 1 tuần thì đàn gà nó sẽ ổn định, nó sẽ khống chế tốt cái bệnh Coliza. Đấy. Bác nào mà bị chạy đã bị từng bị Coliza ấy thì mình nên làm vaccine Coliza nhá, nên làm cái vaccine Coliza 4 chủng.